Hello, hello, Diệu Đức Vũ xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ tại DMV. Và đây là cái kênh mà Đức Vũ chia sẻ những điều thực tế thiết thực cuộc sống ở Mỹ các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư và là ngày 21 tháng 2, sắp sửa hết tháng 2 rồi quý vị các bạn. Nhưng mà tình hình nhà cửa thì nó cũng rất là ảm đạm. Thì ảm đạm là sao quý vị các bạn? Bởi vì có hai cái lý do. Thứ nhất là lãi suất nó trì trệ là nó tăng, rồi nó tăng nhẹ, dùng từ tăng nhẹ, và giá nhà tăng vọt rất là lớn trong hơn một năm qua. Nói chung là khiến thị trường nó rất là ảm đạm và mất đà. Thì Đức Vũ sẽ cập nhật cho quý vị các bạn sơ lược về thị trường nhà trong tháng 1 và khoảng đầu tháng 2. Tiếp theo là có một cái câu hỏi liên quan đến cái việc mà hai vợ chồng về hưu và có mua được một căn nhà, và cái giá trị của căn nhà đó nó khoảng 750.000 đô và hiện tại đang cho thuê là 4.000, nhưng mà tháng tới thì cái người thuê nhà nó họ không có thuê nữa, và bây giờ họ hỏi rằng là họ có nên bán nhà vào thời điểm này hay là không. Đó là cái câu hỏi của một cô chú và câu hỏi rất Vũ. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái thị trường trước các bạn ha. Thị trường thì đúng ra là hôm nay mình livestream các bạn, nhưng mà mình nói chung là cứ lu bu sáng nay phải chuẩn bị một số các cái đồ ăn để hôm nay có anh bạn trên chỗ hãng sinh nhật thì mình đem một vài chỗ đồ ăn đi. Thì thôi, chuyện đó chuyện khác bạn ha. Thôi, chuyện đó thì quý vị các bạn coi cái gọi là thường ngày, các bạn có thể lên kênh Đức Vũ USA để xem. Rồi, thưa quý vị các bạn, hoạt động nhà của thị trường á, là trong cái tháng vừa rồi là tháng 1 nó bị đình trệ, nói chung là rất là đình trệ, khi mà lãi suất là nó không có giảm và giá nhà nó tăng cao, và người mua nhà thì phải vật lộn với thứ nhất là giá nhà, thứ hai là lãi suất, thứ ba là mùa đông rất là tồi tệ. Mùa đông thì lúc nào mùa đông cũng tồi tệ đúng không ạ? Người ta nói là cũng có ngày nắng thì cũng có ngày mưa. Thì ngày mưa thì những người ngày mưa thì thích ngày nắng, những người ngày nắng thì thích ngày mưa. Nói chung đời nó là như vậy các bạn ha. Thưa quý vị các bạn, đầu tiên đó là danh sách mới nó giảm 1,2% so với tháng trước. Tiếp theo quý vị các bạn, tiếp theo là cái danh sách mà đang nằm trên thị trường, tổng số nhà trên thị trường nó nằm trên thị trường nó giảm phải 0,3% so với tháng trước. Đó là cái new listing nó giảm quý vị bạn ha. Và dân số bán nhà mà đang chờ xử lý cũng giảm trong tháng 1, mất đà trong tháng 1. Nó tăng khoảng 1,1% so với một tháng trước. Nói chung là nó đang chờ bán thì nó cũng tăng, nhưng mà tăng khoảng 1,1% thôi. Người ta đưa ra một cái số liệu là một cái sự chậm lại rõ rệt so với 5,1% trong tháng 12. Có là trong tháng 12 nó tăng 5,1%, nhưng mà tháng 1 nó chỉ có 1,1% thôi. Có nghĩa là dân số bán nhà đang mà bán rồi, process ha. Tuy nhiên, doanh số bán hàng đang chờ xử lý vẫn cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022, và nó tăng 8,8% so với năm trước. Nói chung là cái số lượng nhà bán ra nó cũng khá là nhiều đúng không quý bạn? Rồi tiếp theo quý vị các bạn, cái tỷ lệ thế chấp, có nghĩa là lãi suất cho vay, thì hôm cách đây một ngày hai ngày thì nó là 7.14 30 năm fix, và hôm nay thì nó giảm xuống một chút xíu là 7.11. 7.11 nghĩa là ngày hôm thứ ba là ngày hôm qua 7.11 mà hôm nay cũng là 7.11. Thì người ta nói lý do mà khiến cho cái thị trường nhà nó ảm đạm trong tháng 1 đó là lý do về lãi suất các bạn. Thì ví dụ lãi suất là bắt đầu và kết thúc tháng 1 là 6,6%. Và cái tin tức này người ta kêu là không có thú vị mấy sau khi người mua nhà và người bán vào cuối năm chứng kiến lãi suất giảm mạnh kể từ năm 2008. Thì các chủ nhà ngần ngại bán vì phần lớn họ vẫn có một cái lãi suất rất là tốt, thế chấp dưới cái mức hiện tại, và thường xuyên là họ bán nhà. Có nghĩa là họ
bây giờ họ họ chấp nhận nếu mà lãi suất thấp thì họ có thể bán nhà để họ mua nhà, đó là một cái lý giải rất là dễ đúng không bạn? Rồi có nhiều khách hàng hoặc là những người đi mua nhà đó, họ đang chú ý tới xem là cái động đậy hoặc là cái gọi là cái rục rịch của Cục Dự trữ Liên bang Fed, người mua và người bán đang phải ở, nói chung là họ đứng ngoài khi mà Fed phát tín hiệu là sẽ hạ lãi suất trong tháng 12 các bạn. Họ chưa có muốn mua bởi vì khi mà Fed hạ lại có một cái tín hiệu là họ có thể sẽ hạ lãi suất 3 lần trong năm nay, trong năm 2024. Nhưng mà bây giờ thì một số người đang trở nên lạnh lùng hơn vì sao các bạn? Fed chỉ ra rằng việc cắt giảm lãi suất có thể muộn hơn. Nói chung là nó liên quan đến các vấn đề chính trị khiến cái người mua rất là lo sợ các bạn. Tháng 4 là sớm nhất mọi người nghĩ có thể là nó sẽ khởi sắc, họ họ cũng luôn luôn nào cũng mong muốn là tháng 4 thì nó sẽ khởi sắc hơn. Rồi tiếp theo bạn, nhiệt độ lạnh ở khắp các cái tiểu bang, ở khắp các cái tiểu bang trên nước Mỹ vào tháng trước cùng với cái chi phí nhà tăng cao và cũng là có thể góp phần vào khiến cái hoạt động thị trường nhà nó ảm đạm. Tiếp theo mà mọi người quan tâm đó là giá nhà nó tăng cái mức lớn nhất trong 16 tháng. Giá nhà trung bình ở Mỹ tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước lên khoảng chừng 402.343 trong tháng 1. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Giá ít thay đổi so với một tháng trước, đó là nó tháng trước nó giảm khoảng 0,1% khoảng so với tháng trước thôi. Xin lưu ý rằng đây là dữ liệu mà họ họ cập nhật theo từng tháng các bạn ha, từng tháng. Rồi bây giờ thì một số cái dữ liệu các bạn ha, tình trạng thiếu nhà để bán kéo dài ở Mỹ là một cái hoạt động mà gọi là chính dẫn đến việc tăng giá. Rồi cả danh sách mới và danh sách đang hoạt động vẫn thấp hơn nhiều so với cái hồi xưa, các bạn dùng từ hồi xưa. Thì thưa quý vị các bạn, giá bán trung bình là 402.343 vào tháng 1 và nó không có thay đổi so với tháng trước, nhưng mà nó thay đổi hàng năm là tăng 5,2%. Đang chờ bán thì nó là 430.809 và nó tăng so với tháng trước là 1,1%, và nó tăng so với một năm trước nó là 8,8%. Nhà đã bán là cái số nhà mà nó đã bán thì nó sẽ bán với là 392.446 và nó giảm so với một năm trước là khoảng 1%. Danh sách điều chỉnh thì cái này không quan trọng các bạn, tất cả các ngôi nhà để bán thì cũng không quan trọng. Tháng cung cấp là 3,1 tháng và nó tăng so với tháng trước là 0,5 và nó giảm so với năm trước là 0,3. Số ngày trung bình trên thị trường là 49, nó tăng so với tháng trước là 6 ngày và nó giảm so với một năm trước là 3 ngày. Tỷ lệ nhà bán giảm giá chỉ có 16,9% là giảm giá các bạn, nó tăng 2,9 điểm so với tháng trước và 0,2%, nói chung là 0,2 so với một năm trước. Tỷ lệ nhà mà bán cao hơn giá niêm yết cuối cùng là nó khoảng 23,9%, nó giảm 1,7% và nó tăng khoảng 2,7% so với một năm trước. Tỷ lệ giá nhà bán trung bình trên giá niêm yết là 98,4% và doanh số bán nhà đang chờ xử lý là tăng khoảng 14,2%, nó khoảng 14,2% và nó giảm 1,5 so với một tháng trước và nó tăng 0,9% so với một năm trước. Lãi suất cố định trong tháng 1 nó là 6.64, nhưng mà tháng bây giờ thì tháng 2 thì nó là 7.11 các bạn ơi, theo ngày hôm nay. Rồi thì một số các cái nơi cái việc các bạn doanh số bán nhà mà đang chờ xử lý với tại Las Vegas thì doanh số bán hàng nó tăng khoảng 43,3% so với cùng kỳ năm trước và nó nhiều hơn cao nhất so với tất cả những cái khu vực mà họ phân tích. Tiếp theo là Stockton của Cali là 40,9, Westlake của North Carolina là 38,5 và doanh số bán hàng chờ xử lý nhiều nhất là ở Cincinnati là 19,7% các bạn. Doanh số giá cả giá trung bình tăng nhiều nhất so với một năm trước ở Camden, ở
Cadence là 14,3%, Miami là 13,8%, Knoxville, Tennessee là 13,6% và giảm ở 5 thành phố lớn. Ở mức giảm lớn nhất là ở San Antonio là 4,9%, Austin là 4,4%, Memphis là 3,9%. Rồi danh sách mới thì nó tăng nhiều ở so với một năm trước, ở Norfolk, Florida 31,9%, McAllen ở Texas là 29,6%, Fort Lauderdale là Florida là 27,1% và giảm nhiều nhất ở Grand Rapids là 21,9%. Kansas City là 16,3%, ở Lake County, Illinois là 19,9%. Cái tỷ lệ mà gọi là người ta quan tâm, mọi người quan tâm ở đây quý vị các bạn, đó là cạnh tranh, có nghĩa là mua nhà mà cao hơn. Thì đặc biệt là mình hay chia sẻ đó là muốn mua nhà thì phải bỏ cái offer cao hơn, thì ở Rochester của New York là nó 66,2% số nhà được bán cao hơn giá niêm yết các bạn, tỷ lệ là cao nhất trong các thành phố. Tiếp theo là New West ở New Jersey, nó New Jersey New York ha, 59,7%, Buffalo là 58,1%, và những cái nơi mà có sự cạnh tranh thấp ví dụ như là West Palm Beach ở Florida thì chỉ có 6,8% thôi, Norfolk là 6,8%, Cape Coral là 7,7%, và một số nơi ví dụ như là cái việc mà ký hợp đồng bán nhà nó nhanh, ví dụ Rochester là 70,5% số nhà được ký hợp đồng đã thực hiện trong vòng 2 tuần các bạn, tỷ lệ này rất là cao. Thì thưa quý vị các bạn, đó là một số cái phân tích trong cái tháng vừa qua, và quý vị các bạn thấy cũng có nhiều cái dữ kiện dữ liệu thì nó cũng rất là hữu ích cho tất cả quý vị các bạn, để các bạn nhìn thấy trong tháng vừa qua nó có rất là nhiều những cái thay đổi, và đặc biệt là nhà cửa nó cũng trì trệ, lý do là giá nhà tăng vọt, giá nhà tăng vọt. Rồi thưa quý vị các bạn, đó là cái thông tin cập nhật liên quan đến thị trường, và Đức Vũ cũng hy vọng nó cũng sẽ giúp ích cho quý vị các bạn. Bây giờ thì tới cái câu chuyện liên quan đến cái câu hỏi, tại vì hôm nay mình cũng không có thời gian nhiều, và xin lỗi quý vị các bạn là mình không có live stream. Mình rất là thích live stream các bạn, bởi vì bây giờ mình làm cái video rồi chút xíu mình post rồi tùm lum hết, nhưng mà không sao các bạn, vẫn là đầy đủ các cái thông tin. Thì có một cái cô chú cô hỏi là bây giờ cô chú đó mua cô chú đó nói là có mua một căn nhà, hiện tại giá căn nhà đó là 750, và cô chú đó đã trả là không có vay một cái khoản nợ hoặc một cái khoản vay mortgage đó là 450, có nghĩa là mình không biết là cái cô chú này đã mua cái căn nhà đó bao nhiêu, nhưng mà mình suy nghĩ chắc là khoảng 500.000 các bạn, 500.000, và bây giờ giá nó tăng lên 750, và hiện tại cô chú đang cho thuê là khoảng 4.000 đô. Thì cô chú hỏi là giờ cô chú về hưu rồi quý vị các bạn, và cô chú hỏi là bây giờ có nên là bán nhà vào thời điểm hiện tại hay là không, bởi vì cái người thuê nhà họ đi ra và họ chú cô chú đang cho thuê với cái mức giá cho thuê là 4.000 đô. Đó là một cái nhà single house các bạn, cũng khá là lớn, khá là đẹp và ở một cái khu vực khá là tốt. Thì theo quan điểm của Đức Vũ thì các bạn, bởi vì cô chú này đã nghỉ hưu và đây là căn nhà thứ hai các bạn, chứ không phải là cái căn nhà đâu mà cô chú đang ở, mua để cho thuê để tạo thêm cái thu nhập. Và mình biết là cái căn nhà đầu tiên của cô chú cũng đã pay off rồi, thì đương nhiên đây là một cái khoản cho thuê, và cho thuê thì nó cũng rất là vất vả chứ không phải là dễ dàng các bạn ha. Thì có hai ý, một tại vì cô chú muốn bán cái căn nhà này thì lại mua căn nhà khác, chứ không phải là bán căn nhà thôi, bán căn nhà để giữ tiền giống như là downsize khi mà chúng ta về hưu các bạn. Thì cái lời khuyên của Đức Vũ không phải là lời khuyên mà một cái chia sẻ của Đức Vũ cảm thấy như thế này các bạn. Bởi vì cô chú đang mua căn nhà này với cái lãi suất rất là thấp các bạn, nó là chỉ có 2.8 thôi. Và 2.8 là bây giờ khó có thể mua được căn nhà nào mà nó có thể như vậy. Và 2.8 thì cái tiền mà cô chú trả hàng tháng, và hiện tại cái cash flow của cô chú nó vẫn có nghĩa là cái tiền cho thuê nó cao hơn cái tiền mortgage. Vậy thì sao quý vị các bạn? Vậy thì cái giải pháp là không nên bán và tiếp tục cho thuê, từ từ bán, không nên cho thuê. Còn nếu cô chú muốn là bán mà để mua một căn khác thì là không nên. Nhưng mà nếu cô chú bán để lấy tiền đó
lấy cái khoản tiền, tại vì bây giờ giá nhà ở khu vực thì nó tăng các bạn, có thể lúc đó là mua 500 mấy thì bây giờ nó tăng lên 750, thì đó là một cái khoản tiền. Và cái cô chú đang lo là cái việc mà tăng như thế này để cô chú bán, để cô chú mua căn nhà khác thì khỏi vừa được kiếm lời mà lại vừa khỏi phải bị thuế, gọi là capital gain. Thì thưa quý vị các bạn, hai vợ chồng thì nó tới 500 ngàn lận, cho nên là cái nhà mà nó tăng 500 ngàn đúng không? Thì đó cũng là một giải pháp, đương nhiên nó có nhiều cái giải pháp nữa đúng không? Nhưng mà đây là một cái mà mình thấy nó tùy theo cái hoàn cảnh thôi, vì có nhiều người hỏi nên mình mới Đức cũng đâu có biết được hoàn cảnh. Nhưng mà theo cô chú thì vì cô chú không có nói là cái cô chú mua cái căn nhà này là bao nhiêu, nhưng mà theo cái như cô chú nói thì mình đoán thôi các bạn, mình đoán thôi. Thì hy vọng rằng cái chia sẻ của Đức Vũ nó cũng sẽ giúp ích được cho cô chú, và đặc biệt là ở trên cô chú hãy nên theo dõi trên cái kênh của Đức Vũ. Sau khi Đức Vũ đặt câu hỏi này thì các cái cô chú, cô bác, anh chị và đặc biệt là các chuyên gia trên kênh của Đức Vũ đã ở Mỹ lâu và họ cũng kinh doanh, họ cũng đầu tư về nhà cửa và rất là nhiều thứ, cho nên là họ cũng có thể có những cái chia sẻ, những cái giải pháp giúp cô chú tốt hơn. Hy vọng rằng nó cũng sẽ hữu ích. Rồi có một cái anh nữa quý vị các bạn, anh cũng nó chia sẻ, nhưng mà tại vì anh nói là cũng đồng ý với cái việc mà Đức Vũ chia sẻ về cái việc mà có bây giờ có nên mua nhà để đầu tư hay không, bởi vì bây giờ lãi suất nó khá là cao, giá nhà nó cao quý vị các bạn. Và mua nhà để đầu tư, nếu mà chúng ta có tiền mặt, có cash thì chúng ta nên mua. Còn nếu mà chúng ta mua mà đi vay thì anh này anh cũng đồng ý là không nên. Thì đó là một cái hôm trước Đức Vũ chia sẻ, và Đức Vũ cũng cảm ơn cái anh chị này đã comment rất là nhiều. Rồi một vài cái chia sẻ các bạn ha. Bây giờ thì Đức Vũ xin chào tạm biệt và hy vọng rằng cái video này nó cũng sẽ giúp ích cho tất cả quý vị các bạn. Và quý vị các bạn nào mà thấy những cái chia sẻ của Đức Vũ mà nó hữu ích thì quý vị các bạn hãy nhớ nhấn like và chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng xem. Nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký để quý vị các bạn sẽ luôn luôn cập nhật được những cái thông tin mới nhất về nhà cửa, về cuộc sống Mỹ, về tất cả mọi thứ liên quan đến làm sao chúng ta có một cái cuộc sống nó tốt hơn quý bạn ha, cuộc sống nó tốt hơn. Rồi, mình hay nói là năm mới chúng ta hãy lập kế hoạch cho chúng ta chứ, để kiếm tiền, và kiếm tiền là cái việc mà quan trọng nhất quý bạn. Muốn có nhà thì chúng ta phải có thu nhập, và muốn có thu nhập thì chúng ta phải có về công việc. Thì các bạn thấy là vừa rồi Google họ cũng sa thải vài ngàn người, cho nên là chúng ta hãy trong năm mới mà muốn chúng ta có một kế hoạch mua nhà thì chúng ta hãy có một công việc ổn định, có thu nhập. Và nếu chúng ta thu nhập mà một công việc nó ít quá, thu nhập nó không đủ, thì chúng ta có thể làm thêm những cái side job để chúng ta có thể những cái việc khác thêm để chúng ta có thể mua được căn nhà các bạn ha. Rồi thì đó là hành trình mua nhà. Hy vọng nó cũng sẽ giúp ích được tất cả quý vị các bạn. Bây giờ thì Đức Vũ xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.